Lý do tại sao mà chúng ta đặt mục tiêu xong chúng ta không hoàn thành là bởi vì là các bạn chưa áp dụng đúng năm cái cách đặt mục tiêu sau đây mà Đức chia sẻ. Đấy thì bất kể lúc nào mà các bạn thấy là mình đặt ra mục tiêu mà cái hiệu suất hoàn thành mục tiêu của mình thấp thì các bạn xem là mình đã áp dụng đúng năm cái cấp độ hoàn thành mục tiêu sau đây chưa. Ghi xuống năm cái cấp độ này nhé. Cấp độ đầu tiên để hoàn thành mục tiêu đấy là các bạn phải có bảng tầm nhìn. Đầu tiên là phải có bảng tầm nhìn. Thế bảng tầm nhìn là cái gì? Bảng tầm nhìn tức là các bạn biết là các cái thám tử ấy, khi mà người ta nghiên cứu về tội phạm ấy, đấy, thì người ta hay in những cái thông tin ra, xong đấy người ta dán lên cái bảng của họ ấy, để người ta tư duy bằng hình ảnh nó dễ hơn ấy. Thì đấy, cái bảng tầm nhìn nó chính là như thế. Thì bây giờ mình có mục tiêu, mình muốn đạt được cái mục tiêu đấy ra thì mình cũng phải cần in cái bảng mục tiêu của mình ra, mình dán lên. Đấy, nếu như mà bạn có mục tiêu là mua ô tô thì bạn in cái hình ô tô ra bạn dán lên. Đấy, bạn có mục tiêu mua nhà in hình ngôi nhà dán lên. Bạn có mục tiêu là trở nên xinh đẹp thì in cái mẫu hình xinh đẹp, ví dụ một cô ca sĩ, một cô người mẫu là một cái dáng hình nào bạn mong muốn bạn dán lên. Đấy, bạn muốn sáu múi, bạn muốn cơ bắp cuồn cuộn, bạn muốn như Ronaldo, bạn in Ronaldo bạn dán lên. Thì đấy nó gọi là bảng tầm nhìn. Đấy, cái này nó sẽ có tác dụng là nó rơi vào phần tiềm thức của các bạn, ngày nào các bạn cũng nhìn thấy. Nó giống như câu chuyện Đức kể lúc đầu ấy. Đấy là khi mà mình xây nhà xong thì mình mới ngộ ra là à, ngày trước mình đã có một cái hình ảnh ngôi nhà đấy ở trong đầu rồi. Đấy thì sau này các bạn nhìn lại cái mục tiêu, những cái mục tiêu các bạn dán ấy thì các bạn sẽ thấy là nó đã ở trong đầu bạn hết rồi. Đấy, cứ lúc nào mà các bạn ví dụ như là Đức hay dán mục tiêu ở cửa phòng ngủ này, ở gương trong nhà vệ sinh này, ở cái bàn làm việc này, ở trước đầu giường này, ở cái chỗ mà mình hay thay quần áo, mình hay đứng mình nhìn vào này, để mình đọc được mục tiêu của mình á. Đấy thì nó sẽ tạo động lực cho mình, nó sẽ thôi thúc mình. Có những lúc mà mình cảm thấy hơi oải rồi, hơi mệt rồi, hơi lười rồi thì thôi nhìn thấy bảng tầm nhìn ấy, nhìn thấy cái mục tiêu của mình lại nỗ lực, lại phấn đấu, lại cố gắng. Đấy thì nó sẽ rất là tốt. Thì có một câu chuyện Đức vẫn kể với các bạn đấy, là câu chuyện này Đức nghe được của một người anh. Khi mà anh ấy gặp một cái người triệu phú ấy, anh ấy hỏi cái anh triệu phú kia là anh có cái bí quyết nào làm giàu ấy, chỉ cho em với. Thì anh triệu phú kia anh bảo là bây giờ mày trả cho tao 3 tỷ thì tao cho mày cái bí quyết. Thì ông anh đấy ông bảo là em không có 3 tỷ. Thế ông triệu phú thì ông bảo thế mày có bao tiền, bảo em mới có 300 triệu. Ok thế mày đưa 300 triệu đây thì tao chỉ cho mày cái bí quyết. Thì ok cũng đưa 300 triệu. Các bạn biết bí quyết là gì không? Bí quyết nó có mỗi đơn giản như này thôi. Đấy là mỗi ngày các bạn mua một bông hoa hồng, sau đó thì về nhìn bông hoa hồng đấy và đọc cái mục tiêu của mình. Đấy, nó chỉ có như thế thôi các bạn. Bài học nó trị giá 300 triệu. Nghe nó có hâm không? Nghe nó có khác không? Thì mình nghe nó cũng hâm cũng khác, nhưng mà mình tin là những cái người thành công ấy không bao giờ người ta nói dối mình. Thì Đức cũng mua hoa hồng, đọc liên tục được trong vòng 6 tháng. Ngày nào khi đi làm từ công ty về cũng ghé qua cửa hàng hoa, bảo cô bán cho cháu một bông hoa hồng. Đến cái nỗi mà bà bán hoa hồng cho mình ấy, bà quen mặt luôn. Bà bảo là người yêu cháu sướng thật, ngày nào cũng có một bông hoa hồng. Thì lúc đấy mình đã làm gì có người yêu. Đấy thì đọc liên tục trong vòng 6 tháng các bạn. Thì đúng là sau 6 tháng đấy, cái kết quả nó khác hoàn toàn. Nó khác hẳn luôn đấy. Mục tiêu của mình là hoàn hoàn thành luôn đấy. Đấy, thì sau khi mà hoàn thành mục tiêu rồi thì không mua hoa hồng nữa. Thì sau đấy mình mới hiểu là à, tại sao cái lý do người ta bảo là phải mua hoa hồng để đạt mục tiêu nó ở chỗ như này các bạn. Đấy là cái sự trân trọng. Bởi vì mình mất công mình mua bông hoa hồng đấy rồi thì về mình sẽ đọc mục tiêu vào một cái cách nghiêm túc. Đọc mục tiêu cách nghiêm túc thì nó sẽ in hẳn ở trong đầu mình, đọc hàng ngày. Đấy thì sau này Đức cũng xây dựng cho cái đội nhân sự của Panhome ấy. Bên Đức có một đội, Đức gọi là đội chiến binh. Đội chiến binh tức là những cái người mà được đào tạo riêng ấy, thì trong đó có cái bài tập mua hoa hồng này. Đấy thì cái đội mà mua hoa hồng ấy đến bây giờ đều thành trưởng phòng hết rồi, đều thành trưởng phòng, thành giám đốc kinh doanh. Duy chỉ có một con bé đấy là nó đang là sinh viên, thì nó học giữa chừng, nó đang đi học thì nó đi làm đấy, xong về sau nó lại quay lại trường nó học, thì bây giờ nó vẫn đang học thôi, nó có học bổng thôi. Đấy, còn lại những cái đứa còn lại thì làm trưởng phòng, làm giám đốc hết rồi. Thì đấy là bài tập về về bảng tầm nhìn đấy các bạn. Thì đấy nha, các bạn nghe xong câu chuyện này thì có thể thử nha. Nếu mà bạn nào có bản lĩnh mà mua hoa hồng được 6 tháng thì nhắn lại Đức nha.
Bản lĩnh mua hoa hồng liên tục nha, không bỏ ngày nào nha các bạn nha, ngày nào cũng mua, nắng cũng mua, mưa cũng mua. Đấy, có hôm bà bán hoa hồng đấy, bà nghỉ bà không bán nhưng mình vẫn tìm đến chỗ khác để mình mua. Đấy, chúc anh chị em là có cái bản tầm nhìn tuyệt đẹp. Rồi cái cấp độ thứ hai đấy là trải nghiệm mục tiêu. Cấp độ đầu tiên mới là có bảng tầm nhìn nhá, anh chị em cố gắng về làm bảng tầm nhìn nhá. Rồi hoa cũ mình để lại thành từng bó hay sao thầy? Thì hồi đấy cứ để khô ở trên bàn ấy, không có bông thì mang đến công ty tặng cho người khác, có bông thì cắm ở cửa em phòng bên cạnh cũng vui mà. Hồi đấy còn ở trọ. Rồi cái cấp độ thứ hai đấy là trải nghiệm mục tiêu. Trải nghiệm mục tiêu là gì? Nếu như các bạn định mua xe thì các bạn đến tận showroom xe, xong là các bạn bảo cái bạn sale đi tính toán cho xem là bây giờ mua xe này thì dòng tiền chuẩn bị như nào, nếu có vay ngân hàng thì mỗi tháng trả bao nhiêu. Thì các bạn trèo lên con xe đấy, các bạn thử cầm vào vô lăng, thử hít hà cái hương thơm của nó, thử bật nhạc lên nghe xem, trải nghiệm nó xem, giống như kiểu mình đang sở hữu rồi, thiếu mỗi một cái bước là xuống tiền thôi. Đấy thì gọi là trải nghiệm mục tiêu, thì về các bạn có động lực kinh khủng luôn. Tất cả những đứa em mà mình dẫn đi trải nghiệm mục tiêu thế là sau nó đều có xe hết. Đến bây giờ một số bạn member ấy, hôm vừa rồi cũng có bài tập là đi trải nghiệm mục tiêu, là cũng chuẩn bị, thấy thông báo là em chuẩn bị mua xe rồi. Thì các bạn đến các bạn xem xe thì cái động lực của nó lớn kinh khủng luôn. Về các bạn sẽ cố gắng làm gấp 5, gấp 10 bình thường để mình sở hữu được cái xe đấy. Mình thấy xe rất gần. Đấy, khóa vừa rồi thì có một chị đi trải nghiệm mục tiêu là đi đi xem nhà. Thì xem xong rồi quất cái nhà 4 tỷ luôn. Thì khi mà các bạn chưa chưa ở gần mục tiêu mình ấy, thì các bạn thấy nó xa xôi lắm, thấy nó khó lắm. Nhưng mà khi mà các bạn đến trải nghiệm rồi, cái cảm xúc nó lên rồi, các bạn thấy là cái việc mình đạt được nó không khó như mình nghĩ, thì các bạn sẽ có động lực để các bạn đạt được luôn. Thì đấy gọi là trải nghiệm mục tiêu nhé. Các bạn định đi du lịch gì cũng thế, thì cứ lên xem review, xem đến đấy thì đi tham quan những đâu, rồi thuê phòng khách sạn như nào, rồi chơi những trò chơi gì, rồi ăn những cái món gì, nó cực kỳ động lực. Đấy, xem hết các bước đi, làm kế hoạch hoàn hảo đi, thì thiếu mỗi bước xuống tiền nữa thôi. Thì đấy là trải nghiệm mục tiêu. Nhiều bạn như này các bạn ạ, khi mà tự dưng mình đi học về xong mình có những cái thay đổi á, tự dưng lại thấy hâm hâm mới đi dán bảng tầm nhìn, dán xe, dán cộ, dán nhà lên, chắc gì đã đạt được mà dán lên. Đấy, xong rồi mọi người sẽ đánh giá là chắc cái đứa này nó bị hâm. Các bạn có nghĩ thế không? Các bạn có sợ rằng mọi người sẽ đánh giá mình bị hâm hâm không? Thì có một câu này các bạn nhớ này, đấy là thà trông bạn ngớ ngẩn mà bạn giàu có, còn hơn bạn trông có vẻ thông minh mà lại nghèo khó. Nha, thà trông ngớ ngẩn mà giàu còn hơn là trông có vẻ thông minh mà lại nghèo. Đấy, thì anh chị em cứ làm đi, phải có những cái hành động mới thì mới có kết quả mới, nhớ đấy. Rồi cái thứ ba, cấp độ đạt mục tiêu thứ ba đấy là phải có đội nhóm. Các bạn join vào một cái đội nhóm, một cái cộng đồng nào đấy thì chắc chắn là các bạn sẽ có động lực phát triển hơn rất là nhiều. Đấy, một số anh chị em là muốn là phát triển bản thân tốt hơn thì join vào cộng đồng phát triển bản thân. Anh chị em muốn là kinh doanh tốt hơn, ví dụ như là các bạn đang bán mỹ phẩm thì join vào cộng đồng bán mỹ phẩm, bán nước hoa, join vào bán mỹ cộng đồng bán nước hoa, bán bất động sản thì vào cộng đồng bán bất động sản. Thì các bạn cứ vào cộng đồng ấy là các bạn sẽ được thúc đẩy cực kỳ mạnh. Đức chuyển sang ngành đào tạo như này là cũng bởi vì là mình ở trong cái cộng đồng học tập mà cũng có nhiều ông làm diễn giả. Thì các vị cứ hỏi là thế đã mở lớp chưa? Thế khi nào thì mở lớp? Xong mà mở xong rồi thì hỏi là lớp em bao nhiêu học viên? Có đông không? À, có những học viên thành công chưa? Đấy thì những cái đấy nó cứ thôi thúc mình. Thì hôm nay người ta hỏi mình bảo là em thì chưa, em chuẩn bị tháng sau thì em mở lớp. Ví dụ thế, mình mà bảo tháng sau xong đến tháng sau nó gặp lại mình nó lại hỏi là thế mở lớp chưa? Mình mà bảo chưa lúc đấy lại rất là ngại. Thế nên thế là nói ra là phải làm. Thế là cái tác dụng của đội nhóm là như thế. Hoặc là các bạn có thể để ý nhìn thấy là ví dụ bây giờ là chơi một nhóm bốn cô gái chơi với nhau, bây giờ ba đứa nó lấy chồng rồi, thế còn đứa thứ tư có thần kinh thép thì cũng sớm lên xe hoa thôi. Đấy, các bạn chơi với năm ông làm kinh doanh thì bạn có thể là ông thứ sáu, nói chung là cứ suốt ngày nó nhắc về kinh doanh đấy, mày bán cái này chưa, rồi mày xem cái sản phẩm này nó bán tốt không. Đấy, rồi là cái chiến dịch quảng cáo của mày đợt này như nào, lãi hay lỗ, người ta cứ nói chuyện với mình suốt ngày như thế. Thì các bạn nhớ đến cái bài học đấy là khi mà các liên kết neuron thần kinh nó hình thành ấy, đấy, thì chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta làm cái việc đấy hơn.
Đấy, cho nên nếu như bây giờ các bạn vẫn còn đang đơn độc, các bạn đang ở một mình ấy, thì hãy tìm đội nhóm mà join vào. Nhưng mà cái đội nhóm đấy phải là cái đội nhóm mà có tinh thần phát triển nha, tinh thần cầu tiến, tinh thần đi lên. Chứ join vào cái đội đánh bạc là chúng ta đi đánh bạc với nó suốt. Join về vào cái đội nhậu ấy là nó chỉ có gọi mình đi nhậu thôi. Đấy, join vào cái đội mà nó bỏ vợ thì sớm muộn gì mình cũng bị xui bỏ vợ thôi. Nên là chọn bạn mà chơi nha, chọn cái cộng đồng tuyệt vời mà chơi mà join vào. Đấy, nếu anh chị em mà muốn ví dụ như là muốn bán hàng tốt thì tìm cộng đồng bán hàng. Bây giờ muốn xây kênh tốt thì vào cộng đồng xây kênh. Tìm cộng đồng để join vào nhá. Làm đơn độc mình nhiều khi nó không có động lực ấy. Ví dụ anh chị em học những cái lớp như này xong thì anh chị em sẽ cảm thấy rất là hừng hực khí thế, rất là máu chiến. Đấy, nhưng mà một hai hôm sau rồi trở về với cái thói quen cũ, với những con người cũ thì nó lại mất động lực. Đấy, nên là tìm cho mình những cái người bạn, những đội nhóm để join vào. Đấy là cấp độ thứ ba nhá. Cấp độ thứ tư này, đấy là phải có huấn luyện viên cố vấn hay là thầy giáo. Huấn luyện viên thì có ba cái nhóm sau đây. Nhóm thứ nhất nó gọi là trainer, trainer tức là người mà có thể là dạy mình ấy, cầm tay chỉ việc, đấy, hướng dẫn cụ thể chi tiết từng bước, có gọi là trainer. Người thứ hai là teacher, teacher là giáo viên ấy, chỉ có dạy thôi, giống kiểu giáo viên cấp 1, cấp 2 của mình ấy, chỉ có dạy thôi, còn mày học không học thì việc của mày. Cái người thứ ba gọi là coach, là huấn luyện viên ấy. Thì ông huấn luyện viên này nhá, có thể là ông ấy không giỏi, ông không giỏi như ông trainer, không không hướng dẫn bạn được tỉ mỉ chi tiết đâu. Nhưng mà cái tác dụng của ông huấn luyện viên này là cái người mà giữ bạn đi đúng kỷ luật. Nhưng các bạn có thể thấy là một số huấn luyện viên của các đội bóng ấy, có biết đá bóng không, mà đá bóng kém hoặc là không biết đá bóng. Đấy, ví dụ như ông Mourinho thì ông ấy từ là cái người phiên dịch lên. Ông Wenger thì ngày xưa ông là thiết kế kiến trúc sư. Đấy, nhưng mà ông làm huấn luyện viên là ông vẫn chỉ đạo được anh em, giữ kỷ luật cho anh em. Thế có ba cái nhóm như thế. Và cái nhóm người thứ tư cũng được coi là thuộc cái nhóm huấn luyện viên này, đấy là một mentor. Mentor là cái người mà đã thành công rồi, họ không tiền cần tiền của các bạn, họ sẵn sàng chỉ cho các bạn cái con đường thành công. Thì đây là bốn nhóm, thì gọi chung là huấn luyện viên. Thì các bạn cần phải có huấn luyện viên. Đấy, ví dụ như các bạn bảo là em muốn chạy bộ nhưng mà bây giờ em chưa biết chạy, em lười chạy lắm, thì các bạn cứ thuê một huấn luyện viên, người ta coach chạy bộ cho bạn. Ví dụ một tuần chạy 2 buổi, người ta nhảy sang người ta chạy cùng bạn luôn. Ví dụ cứ sáng sớm 6 giờ người ta sang, người ta gọi là hôm nay chạy nha, là bạn phải chạy thôi. Đấy, hoặc là ví dụ bạn đi tập gym nhưng mà bạn lười, bạn có buổi tập buổi nghỉ, nhưng bây giờ bạn thuê một huấn luyện viên, bảo bây giờ mỗi một ngày mà tao nghỉ thì tao mất cho mày 1 triệu, thế là chạy thôi. Thì đấy, phải có huấn luyện viên nha. Thì hầu như những cái người giỏi, người thành công nhanh, người có sự nghiệp lớn ấy, đều có huấn luyện viên hết, đều cố vấn hết. Thì cấp độ thứ tư là huấn luyện viên nhá. Nên ví dụ như là các bạn bảo là em xây kênh mãi mà nó không lên, thì tìm xem mà ở trên thị trường có ông nào ông đang là huấn luyện viên không. Thì đấy, bảo ông làm huấn luyện viên cho. Huấn luyện viên là làm cái việc gì các bạn? Là hàng ngày xem mình có up clip lên không, up nó đúng chưa, làm đúng các bước chưa. Người ta sẽ check cho mình làm sai thì người ta phạt. Thế thôi, thì đấy là huấn luyện viên, thì các bạn sẽ trưởng thành cực kỳ nhanh. Cấp độ cuối cùng, cấp độ mạnh mẽ nhất, cấp độ mạnh mẽ nhất đấy là đốt thuyền. Đây là cấp độ mạnh mẽ nhất trong tất cả các loại, thì đốt thuyền là mạnh mẽ nhất. Đốt thuyền là như nào? Tức là có một vị tướng lên đảo đánh chiếm kho báu, mang theo 1.000 quân lên đảo. Thì xong lên đến nơi rồi mới phát hiện ra là trên đảo có 10.000 ông cơ, 10.000 lính cơ. Thì 1.000 ông này hoang mang lắm. Bây giờ là bảo thấy nó đông quá thì thôi, hay là thôi rút lui rồi. Thế cái vị tướng này mới chỉ đạo là thôi bây giờ đốt hết thuyền này, không có đường về nữa, bây giờ bắt buộc là phải chiến đấu, một là chết, hai là có được chiếm được kho báu. Thì cuối cùng cái đội quân 1.000 người ấy, người ta chiến đấu bằng cái tinh thần không có gì để mất, thì sau đấy người ta chiếm được kho báu. Thì đấy, nó là một cái câu chuyện mang cái tính chất vui, động viên, khích lệ, điển tích điển cố rồi. Nhưng mà để các bạn hiểu được một điều rằng ấy, khi con người ta bị dồn vào cái thế không có gì để mất, không còn đường lui nữa, thì người ta sẽ làm hết mình, thì người ta mới ra kết quả. Đấy, còn nếu như bạn vẫn còn đường lui thì thường kết quả bạn không cao đâu. Khi mà Đức làm bất động sản ấy, thì có rất nhiều người bạn bảo là cho tao làm với, thì mình cũng ok. Đấy, nhưng mà sau đấy chỉ có một số người thành công thôi, còn một số khác không thành công. Thì tổng kết lại, những cái người không thành công như này các bạn, những cái người không thành công đấy là những cái người cũng thông minh nhá, nhưng mà nó làm một lúc hai việc. Nó vừa làm bất động sản, trong ví dụ nó còn vừa đi giao hàng, nó vừa làm bất động sản nhưng mà nó lại bán thêm đồ ăn,
nó vừa làm bất động sản nhưng mà nó lại còn bán thêm điện thoại phụ kiện các kiểu, thì tất cả những người mà hai chân hai thuyền đấy còn đường lui đấy là không thành cái gì cả. Nhưng mà có những ông ấy là bỏ công bỏ việc đấy, từ tận Hòa Bình xuống, từ tận Phú Thọ xuống, từ tận Thanh Hóa ra, bây giờ chỉ có một con đường là phải bán được bất động sản thôi, không có thì chết đói. Thì tất cả những người đấy thì đều kiếm được tiền đấy, nên là cứ khi nào mà bạn thấy là bản thân mình chậm trễ, ỷ lại, trì hoãn thì mang thuyền ra đốt, tức là đặt mình vào cái thế không còn đường lui nữa đấy. Ví dụ như là các bạn tuyên bố với mọi người là tháng này tôi ăn chay 5 ngày đấy, tuyên bố với cả thế giới rồi, thì các bạn tuyên bố thế các bạn phải làm, không làm được các bạn rất là ngại, thì đấy là một dạng đốt thuyền đấy. Hoặc nhiều bạn bảo là ôi muốn đi du lịch lắm nhưng mà cứ bận định đi xong lại hoãn, thì bây giờ đốt thuyền bằng cái cách là các bạn cứ đặt vé đi, đặt phòng khách sạn đi, đặt vé máy bay đi, thì đến cái ngày đấy có ốm là cũng phải lên đường thôi. Đấy là một dạng đốt thuyền đấy. Đấy, hoặc là ví dụ như các bạn mua khóa học member này này, cũng là một dạng đốt thuyền đấy. Bởi vì tâm lý chung ấy là không ai thích học cả, đúng các bạn, chúng ta thích chơi nhiều hơn, nhưng mà vì cái lý do gì đấy mà chúng ta phải học. Vì là chúng ta muốn phát triển kinh doanh, muốn phát triển bản thân, muốn con người mình tiến bộ, muốn học thêm cái mới thì chúng ta phải học thôi đấy. Nhưng mà nhiều khi là chúng ta lười, chúng ta không học, hoặc là nghĩ là à sắp đến cái khóa học này lại phải nộp mấy triệu, tiếc quá thôi không học đấy, thì chúng ta sẽ trì hoãn, chúng ta sẽ bảo để từ từ. Nhưng mà khi mà các bạn mua cả năm rồi ấy, thì cứ thế đến giờ là đi học thôi, đã mất tiền rồi thì phải học thôi, không học thì tiếc lắm. Thì đấy là một dạng đốt thuyền đấy, nên là nếu như mà các bạn đang cảm thấy bản thân chậm trễ trì hoãn thì đốt thuyền nhé. Buồn quá thì đốt thuyền đấy, ý chí kém quá thì đốt thuyền, mà thấy mà động lực thấp quá cũng đốt thuyền đấy. Tất nhiên là khi mà đốt thuyền ấy thì các bạn cần phải lưu ý là mình phải đảm bảo cho mình được có thể sống được à. Đấy, ví dụ như là nghe cái bài này xong nhiều bạn về bỏ việc luôn để ra kinh doanh, xong rồi cuối cùng là không có tiền ăn, xong rồi quay lại là trách thầy bảo đấy hồi đấy em học thầy em về em đốt thuyền bây giờ em đói nhe răng. Thì không phải nha, các bạn phải chuẩn bị trước, ví dụ như là tích lũy trước để mình sống được trong vòng 6 tháng á. Đấy, có tiền ăn, ít nhất là nếu mình làm cái công việc mới nó không thành công thì có tiền ăn trong vòng 6 tháng. Đấy, thì như thế thì nó an toàn hơn, mình có cơ hội để tái khởi động lại nhiều lần. Đấy, thì bước đầu mà đốt thì đốt cái thuyền nho nhỏ thôi. Đấy, đốt quen rồi thì đốt đến thuyền lớn. Chứ đùng một cái đốt thuyền lớn luôn là bơ vơ luôn đấy nha. Nên là anh em cũng làm từng bước từ từ. Đấy, nhưng mà vẫn phải mạnh mẽ lên, vẫn phải quyết liệt lên. Dồn mình vào cái thế chân tường ấy thì sẽ đạt được mục tiêu, còn vẫn ung dung tự tại lắm. Ví dụ là đặt mục tiêu là năm nay phải kiếm 1 tỷ, nhưng mà nếu mà mình không kiếm được 1 tỷ không không làm sao hết, không kiếm được tỷ vợ con vẫn có tiền ăn đấy, bản thân mình cũng vẫn có xe đi, vẫn có nhà ở, vẫn chả làm sao cả, thì như thế có lâu mới kiếm được tiền. Nhưng ví dụ như bây giờ là mình bắt buộc mình phải phải có 1 tỷ, mình tuyên bố với mọi người rồi là năm nay ta phải mua xe mới, năm nay ta phải xây nhà mới cho bố mẹ, ví dụ thế. Nếu mình tuyên bố hết cả họ hàng rồi, họ Mạc rồi thì mình phải làm, cắm đầu vào làm thì nó lại có kết quả. Thì đấy nhá, thì 5 cấp độ đạt mục tiêu. Thì các bạn nhớ là chúng ta phải làm cả 5 cái này nhá, cố gắng làm cả 5 cái này. Đấy, còn nếu mà nhìn lại mà mục tiêu mình chưa hoàn thành thì xem là mình làm tới cấp độ mới rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.